Thưa quý vị, đau dạ dày là một trong những căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa cực kỳ phổ biến ở xã hội hiện nay. Với cuộc sống nhanh hơn, vội vã hơn, con người ngày càng chịu những tác động tổn thương đến cơ thể và các cơ quan tiêu hóa. Hãy cùng với chương trình Góc nhìn người tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng, biểu hiện, cách phòng ngừa tình trạng đau dạ dày và những sản phẩm hỗ trợ chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh đau dạ dày cùng những biến chứng nguy hiểm do nhiễm vi khuẩn HP qua đường ăn uống, do stress, áp lực kéo dài, do uống quá nhiều bia rượu, sử dụng nhiều chất kích thích. Chính vì thế, bên cạnh việc xây dựng cho bản thân một chế độ ăn uống lành mạnh, sinh hoạt một cách khoa học, thì sử dụng các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe để phong ngừa và chữa trị bệnh đau dạ dày cũng là một điều vô cùng cần thiết. Đây thì tôi thì người cũng hay bị đau bụng. Thế thì tôi đi khám sức khỏe ấy thì bác sĩ kết luận tôi là bị viêm nét niêm mạc dạ dày thì tôi về tôi thực hiện theo đúng phác đồ điều trị thì ngoài ra đấy anh em bạn bè ấy, thì người ta có giới thiệu thêm ấy, là cái thượng vị hoàn này ấy. cho tôi để tôi biết thì tôi thấy rằng cái thượng vị hoàn ấy nó là thực phẩm là bảo vệ sức khỏe mà đặc biệt đấy là cái thượng vị hoàn này ấy, là nó sẽ chữa đặc trị cái bệnh đau viêm nét dạ dày và thành tách hàng thế thì phải nói rằng là tôi về tôi sử dụng một thời gian ấy, thì tôi thấy là cơ thể tôi có chuyển biến là ăn thì tôi thấy là ngon miệng hơn. Thứ hai là những triệu chứng như là đầy hơi này hoặc là buồn nôn trước khi nhìn thấy bữa ăn này hoặc là những cái đau ở vùng thượng vị ấy, thì không còn nữa. Nên là tôi rất tin tưởng vào cái sản phẩm là vượng vị hoàn này. Theo các chuyên gia cho biết bệnh đau dạ dày hoàn toàn có thể được hỗ trợ giảm các triệu chứng bằng các thành phần tự nhiên chiết xuất từ một số loại lá cây, bài thuốc thiên nhiên rất hiệu quả. Một trong số đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thượng vị hoàn, hỗ trợ giảm các triệu chứng của bệnh đau dạ dày, bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ giảm axit dịch vị với thành phần lá khôi, cam thảo bắc và các nguyên liệu thiên nhiên khác. Trong cái sản phẩm thượng vị hoàn thì các bạn có thấy là cái thành phần chính là lá khôi Mà lá khôi thì cũng đã được dân gian người ta dùng hàng nhiều ngàn năm nay rồi Nên cái tác dụng của lá khôi trên dạ dày nó rất là nổi trội À, về cái thành phần của các nhà nghiên cứu khoa học cũng đã để rõ ra trong lá khôi nó có những thành phần như là tan anh này glycosid một số các cái khoáng chất và một số vitamin thế thì ở đây chúng ta mới đi sâu và mới thấy rằng là tan anh nó cũng có những cái tác dụng làm giảm tiết axit chính vì giảm tiết axit mà nó có cái tác dụng làm à, bảo vệ cái niêm mạc dạ dày từ đó và nó làm giảm đau thứ hai là nó tham gia vào quá trình chống oxy hóa và để làm hạn chế cái cái sự phát triển của khối u Thế kèm theo một cái tác dụng rất nổi trội nữa của lá khôi Đấy chính là cái tác dụng giảm đau và diệt xoắn khuẩn HP Và đây cũng là một cái loại thực phẩm chức năng à, xuất phát 100% nguồn gốc tự nhiên Thảo dược tự nhiên thế nên là cái tính an toàn của nó rất là lớn Người bệnh có thể dùng phối hợp với cả một số các cái phương pháp điều trị khác Khi được tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia ở tại bệnh viện Cũng như là nó làm giảm cái quá trình chán ăn, giảm cái quá trình bốn nôn trên những cái bệnh lý về đường tiêu hóa cũng như trên dạ dày, thế nên là ta có thể dùng kéo dài và phối hợp rất là tốt. Vấn đề về bệnh đau dạ dày sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta không chịu tìm hiểu, khám chữa. Chính vì thế chúng ta cần tìm hiểu được tầm quan trọng của việc khám chữa, phòng ngừa bệnh đau dạ dày và sử dụng những thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thượng vị hoàn sẽ là một trong số những giải pháp giúp cho người bệnh trị bệnh hiệu quả hơn.